test nhẹ cho anh em tham khảo về sticker, một quả đâm làm bài, một quả đâm chơi ha, quả đã quả đâm nha. Đó, con này em làm là full máy luôn đó, anh em thấy lực đâm của 155 VA rất là dữ nha. Kéo nhẹ bài đường cho anh em cảm nhận bài 58 không, 155 VA nha. Đó, quả đã luôn đó, kéo là giọt liền nha. Rồi, chào anh em Exeter, review cho anh em tham khảo có quần lên cấp máy lên bài 155 VV nha. Đó, có quần em đi là 58 touring cho anh em ha. Liệt kê đồ để cho anh em tham khảo luôn. Em đã làm xong hai con ẹt ha. Rồi, em con này em làm máy là nổ êm đúng không? Quá sướng nha. Đó, chống giọng nồi cho anh em luôn. Em chạy máy nè, thay tay dây và đạn nhập nha. Riêng cái dàn bộ nồi em làm là có quần nồi thái chống giọng, thay nguyên là bộ cao su nồi nè, cặp nhôm nồi, 5 bố 4 sắt và 4 xo nồi em đi full thái. Đồng 155 VV ha. Đó. Đầu em làm lại chiếc xe combo full là 4 sắp mới, một cái cam thái nha, một sinh cam để thái đó. Em thay cổ vô nè, lên bình canteen nè, đi bên thấp ha, nhít nhẹ ra để cho anh em cảm nhận tiếng máy luôn. Máy em làm là bật nhít lên là có nha, quá sướng nha. Đó, em mạnh bền cho anh em ha. Anh em mà muốn làm có bên bài 155 ha thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm 155 cho dòng Exeter 155 ha, chạy bốc nhẹ xe êm bền. Rồi, em chào anh em, test nhẹ cho anh em tham khảo Exeter 155 làm bài. Đó, con này em làm là full máy luôn đó, anh em thấy cái lực đâm của 155 VA rất là dữ nha. Kéo nhẹ bài đường cho anh em cảm nhận bài 58 không, 155 VA nha. Đó, quá đã luôn đó, kéo là giọt liền nha. Nó mạnh hơn rất nhiều là bài 150 nha. Đó, thì có hồi này là đi đồ toàn bộ đồ zin của thằng Indonesia 2.2 nha. Đó, kéo lên liền ha, quá sướng nha. Đó, anh em muốn cảm nhận bài 155 có hình là đi đồ zin bền thì ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam nha. Đó, làm xong kết thử thực tế để cho anh em cảm nhận của mình máy 155 ha, êm mạnh bền đó, nhẹ nhàng lướt gió cho anh em, tha hồ cho anh em đi chơi đi phượt nha nha. Đó, bài bền cho anh em ha, nhích lại giống thôi đó, có mình đi máy đó. Kéo nhẹ bài đường để cho anh em cảm nhận lực máy nha, có mình đi toàn bộ đồ zin thằng 155 ha. Đó, làm xong kết thử thực tế để cho anh em cảm nhận có mình nha. Rồi, cảm ơn anh trai Ad một Exeter 135 ha. Em đang làm xong hai con, một ẹt 135 với một con ẹt bài 155 ha.